Xin chào. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ tranh từ quý Tùng Trúc Cúc Mai bằng gỗ mun rất là đẹp, được đục nổi trên nền gỗ mun và được rất là kỹ lưỡng và cẩn thận. Bức tranh này thì được làm bằng gỗ mun, kích thước chiều cao là 1m07 và chiều sâu là 28. Bộ tranh này thì được những người nghệ nhân đục nổi trên nền gỗ. Nó rất là đẹp, nó nói về bốn mùa xuân hạ thu đông. Ví dụ như là trên tay Hướng Mai đây là mùa xuân. Mùa xuân là có hoa mai, có các đàn chim đang bay lượn ca hát về. Mùa xuân cũng là mùa của lầy lộc đâm chồi, đâm hoa kết trái và hoa mai vàng, hoa đào thì nở khoe sắc các cái mùa xuân. Mùa hạ là cây trúc tức là xuân hạ. Cây trúc thì là cho những người trưởng thành, nhưng mà cây trúc chính là khi mà trồng một thời gian rất là lâu, khoảng 3 năm sau thì lúc đầu nó chỉ mọc có nhú nhú, có một chút chút thôi, và mọi người nhìn mãi không biết là nó không nên cái gì cả. Nếu như mà cũng trồng cây tre trúc với lại cây dương xỉ thì khi mà cây dương xỉ nó lên cao rồi thì không có nhìn thấy cây trúc. Thế nhưng mà đến lúc mà cây trúc, cây tre nó vượt lên thì nó lên cao. Chỉ có trong vòng một đêm thôi là hôm sau là nó cao vô cùng luôn. Thế thì nó nói lên cái sự trưởng thành của một người từ 21 tuổi đến 43 tuổi. Đây là cây trúc. Cây trúc đại diện cho mùa hạ. Và đây là cây cúc là mùa thu thì có rất là nhiều các bông hoa cúc, các cây cúc và nở rộ trong mùa thu. Cũng nói là mùa thu hoạch, là mùa của sự chín chắn, sự trưởng thành. Còn đây là mùa đông. 65 tuổi là mình biết rõ sự việc, biết rõ mọi điều rồi, bởi vì là cái tuổi này là cái tuổi mà mọi người khen hay mọi người chê hay mọi người làm gì thì mình cũng có câu trả lời của mình rồi. Có thể bình an, bất động trong cuộc đời. Đến 80 tuổi thì là có thể an nhiên, tự tại. Mọi người nhìn thấy thì đều phải kính chào, quý kính. Đấy chính là mùa của những cây tùng, cây bách, của những cây cao bóng cả, những người lớn tuổi ở trong gia đình, những người mà đã trải qua rất là nhiều kinh nghiệm, được con cháu thương yêu và được xã hội ghi nhận. Và đây là bộ thứ hai của năm nay đã làm xong tại công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai rồi. Nó là bốn mùa xuân hạ thu đông bằng gỗ mun, rất là hiếm có. Từ Tết đến giờ mới có hai bộ. Nó rất là đẹp. Và hôm nay thì với một bộ tranh tứ quý, gọi là bốn quý phát tài, Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh xin gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe, cũng như là giới thiệu bộ tranh vô cùng quý giá của công ty đến toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, tài lộc dồi dào, mọi điều hanh thông thuận lợi. Và bất cứ lúc nào, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì đều là xuân đa cát khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tài, đông nghinh bách phúc, lúc nào cũng may mắn thịnh vượng. Kính chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và theo dõi các sản phẩm của đồ gỗ Hướng Mai. Bất cứ khi nào quý khách có nhu cầu thì hãy tới với số 1 Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Ninh, công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, hoặc có thể gọi điện vào số 0912-298-044 hoặc 0972-514-668 để được tư vấn. Xin cảm ơn quý khách. Xin chào!